Chào anh chị nghe, hôm nay thì cho phép người review tiếp theo. Trước khi review thì anh chị cũng nghe video của Mười thì cũng quen với câu thông điệp là anh chị phải giúp Mười một điều đơn giản nhất là subscribe dùm kênh của Mười, thì đó Mười có động lực đã làm review những video vé tiếp theo. Ok, rồi, cả cơ cổng nhiều đúng rồi. Website đăng xuất Ngọc Linh là một website của viên Mỹ thiết kế được 2 năm. Tới điểm này thì đã bàn giao cho công ty và công ty đang điều chỉnh lại những cái giao diện thử ý khách hàng. Và cơ bản thì trang sức Ngọc Linh được website thiết kế trên nền tảng là website bán và trang sức giá trị cao cấp không có rẻ anh chị ha. Thì xem đây là giá trị cũng là 2, 3, 4, 5 triệu, giá cao không rẻ ha anh chị ha. Và hàng trung bình không phải là siêu cấp, hàng trang giới trung lưu. Thì thấy rằng là ở đây người chủ website đầu tư rất nhiều về hình ảnh, đó là chụp ảnh trên từng cái form màu khác nhau, cũng như hình ảnh này rất là nhiều, rất là đẹp ha. Tôi sẽ cùng Linh làm hết mọi thứ, chúng tôi thì cung cấp cái platform thôi. Chúng tôi cũng demo website này với một cái website rất là hay đó. Như thấy rằng là website đẹp nhờ hình ảnh chứ không phải nhờ vào cái công người làm web. Người làm web thì phần phần nền tảng thôi, còn phần hình ảnh đầu tư vào công ty nó sẽ càng đẹp càng rõ hơn đó. Mình thấy chưa anh chị, thấy chưa, rất đẹp gì ha, rất đẹp. Rồi ở đây thì bạn thấy phần video đã update và gắn những cái code như này luôn ha, chúng ta có thể play video được ha. Ok, đó chị thấy chưa, đó tất cả video lên từ YouTube hết. Ok rồi, chạy chậm dây tiếp bây giờ vào website ha. Đây có phần gì đó chị thấy chưa, đó ở đây cũng có phần là sản phẩm ha, thấy chưa, ảnh nó sẽ nhích chút xíu ha. Đó cái đơn sức thì nó sẽ có thứ ở đây cái menu này sổ xuống ha, anh chị thấy đẹp chưa, rất đẹp nha ha, bằng bạc ha, rất đẹp nha. Website này rất chỉnh chu với những cái kỹ thuật còn đó làm rất là kỹ ha, mình rất là thích. Ok, chúng ta vào trang sức bộ ha, để chúng ta xem. Đó ở đây có bộ này 2 triệu mốt này anh chị ha. Đó sẽ đây ở đây có những cái phần gọi là phần hình ảnh này đó, thấy chưa. Ta bản di động thì các bạn cứ vào bản di động thì nó như thế nào nha, mình nghĩ rất là đẹp ha. Các câu hỏi thì mình demo anh chị bản di động, bây giờ mình sẽ demo bản máy tính trước. Ok rồi, chúng ta sẽ lấy ở đây giá anh chị ha, giá gốc là như vậy nhưng mà ở đây sẽ ghi chi nhỏ ra bộ nó gồm bao nhiêu tiền và cộng lại bao nhiêu tiền đó, thấy chưa. Thông tin bổ sung anh chị ha, đây là cái phần thông tin đó, đánh giá chia sẻ bạn sợ anh chị ha. Đây có luôn, mình thiết kế tới một phần màu tầm màu tối luôn ha. Ok đây là phần thông tin đó, vậy thấy chưa. Ngay thì website, một website không thiết phải viết quá nhiều nội dung, website này chủ yếu là hình ảnh. Thành khi mình xây dựng cái site này thì mình tập trung vào hình ảnh nhiều hơn và mình xây dựng ý tưởng cho khách hàng. Mỗi cái cách mình làm cho khách hàng là mỗi thứ khác nhau anh chị, cái đấy là tất cả những site nhân Mỹ làm cho khách hàng đều không giống nhau, mọi thứ luôn, có cả trùng ngành hàng luôn. Khác nhau ở chỗ là chúng ta tìm một điểm mới cho mỗi sản phẩm. Ở đây các bạn thấy ở đây có một nút là tư vấn đặt hàng này anh chị ha, nó sẽ pop up lên tắt tù. Ở đây có một nút là mua ngay, anh chị có thể click vào mua ngay, nó sẽ load vào pop đặt hàng đó. Thì có thể anh chị mua ở đây hoặc là mua ở đâu bất kỳ ha, thêm giá hàng đặt hàng, đó là hệ thống ha. Và chúng tôi thấy rằng là những website này nó đẹp hay không nhờ vào người chủ website, người sẽ đầu tư vào hình ảnh nội dung website đẹp, còn chúng tôi là người tạo ra cái bố cục cũng như hình ảnh thôi, không bố cục và những cách bố trí thôi sao cho đẹp và nó hình ảnh nó theo cái phong cách sạch và nó có những cái ý tưởng nó lung linh hơn nếu mà người chủ khai thác được tối đa cái ý đồ chúng tôi đã xây dựng cho khách hàng đó anh chị. Đó là trang sức Ngọc Linh ha anh chị. Anh chị đã biết là nếu mà website này có, nãy giờ anh chị thấy là website này có một cái phần gọi là cái menu này nó sẽ run theo cái lên xuống luôn chị ha, rất đẹp chị ha, rất là đẹp đó, rất là đẹp chị ha. Đó run chị thấy chưa, run ha. Đó bông tai gì đó, chất vàng ha, dây chỉ chẳng hạn, đi thử cái này có không ta, không có thì không biết à, nhẫn đi chẳng hạn, có không, chắc có. Ok thấy chưa, đẹp không nhờ vào hình ảnh đầu tư của người chủ website. Chúng tôi không không thể nào có những hình ảnh như vậy được, người đầu tư chủ website làm đẹp nó đẹp thôi. Chúng tôi chỉ là xây dựng một cái platform. Nếu chị cũng cầu làm web theo dạng là trang sức hoặc là những mỹ phẩm hay bất kỳ ngân hàng nào, anh chị cứ gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0908 134 772. Công ty Nhân Mỹ sẽ hỗ trợ anh chị nhiệt tình và tư vấn anh chị sao tìm giải pháp nào đó mà website anh chị có thể thấy được linh hồn của nó, giá trị của nó. Nếu anh chị thấy được nó thì chúng tôi
mới có niềm vui, và chúng tôi sẽ lấy và công sức chúng tôi, giá trị chúng tôi đưa cho anh chị. Anh chị sẽ thấy rằng là điều đẹp nhất của một sản phẩm đó là khách hàng khai thác tối đa cái sản phẩm mình đưa cho khách hàng. Giá trị website nằm ở chỗ là sản phẩm được khai thác tối đa. Đó. Xin chào tạm biệt anh chị ha. We'll be right back.